quý vị, Ngọc Anh đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Ở thời điểm này thì Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang hết sức nỗ lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và một trong những họa sĩ đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền để phòng chống dịch bệnh là họa sĩ Trần Duy Trúc, một người con của quê hương Hưng Yên, hiện đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và trong dịp vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 thì ông đã có khá nhiều thành công với những tác phẩm được chọn in để tuyên truyền trên cả nước. Và đặc biệt là có tới 3 đài truyền hình trên thế giới đã tới gặp gỡ, tìm hiểu và phỏng vấn ông về những bức tranh phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với họa sĩ Trần Duy Trúc, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Ban Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Và trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha là họa sĩ ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Kế thừa nghề của cha, ngay từ nhỏ, cậu bé Trần Duy Trúc đã đam mê với hội họa, quyết định theo học và tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi ra trường, họa sĩ Trần Duy Trúc nhận công tác tại Trung tâm Triển lãm Hải Hưng. Năm 1997, chia tách hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, họa sĩ Trần Duy Trúc làm giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Hưng Yên đến năm 2004. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông rất thành công ở đề tài tranh cổ động. Họa sĩ Trần Duy Trúc đã vẽ hàng trăm bức tranh cổ động trải dài trong gần nửa thế kỷ. Từ những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt đến các sự kiện chính trị trong thời bình, chủ đề nào cũng có tranh cổ động do ông vẽ. Khó có thể kể hết các tác phẩm mà ông đã tham dự và đạt giải. Rất nhiều đề tài do cấp bộ, ngành trung ương và địa phương phát động đến nay, ông đã đạt hàng chục giải thưởng toàn quốc và khu vực. Ông từng là khách mời của chương trình Gõ Cửa Ngày Mới do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đặc biệt vừa qua, ông là một trong 20 họa sĩ được mời sáng tác 100 bức tranh cổ động tuyên truyền về dịch COVID do Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở tổ chức. Ban tổ chức đã chọn 16 bức tranh in phát hành toàn quốc, trong đó có một bức của ông. Vừa rồi Phòng Văn hóa thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở đã triển khai tuyên truyền dịch COVID thì của rất nhiều họa sĩ, thì trong đó có họa sĩ Trần Duy Trúc. Họa sĩ Trần Duy Trúc thì tham gia tranh cổ động rất nhiều các cái đợt triển lãm của do Cục Văn hóa Cơ sở triển khai phối hợp với các tỉnh cũng như là thị xã Sơn Tây, và cũng đã đạt rất là nhiều giải cao trong cái đợt triển lãm. Con nhìn thấy bức tranh này ở Sơn Tây từ lâu rồi. Bức tranh này nhìn rất dễ hiểu. Bức tranh gồm không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm, phải rửa tay xà phòng và đeo khẩu trang. Nhận thấy tranh của ông có tác dụng tuyên truyền hiệu quả về dịch COVID, ông đã được chương trình Chuyển động 24 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam cùng đài AFT của Pháp, Ấn Độ và Nhật Bản đến phỏng vấn. Trong tranh thường là tôi vẽ chú ý những đồng bào dân tộc, vì một là cái trang phục của bà con rất đẹp. Tôi nghĩ ra là vẽ hình ảnh của hai mẹ con là chuẩn bị đưa con đến trường thì phải sắm được đầy đủ tiêu chí của Bộ Y tế đưa ra. Thì tôi nhận được cái mời của Bộ Văn hóa, Cục Văn hóa Cơ sở là mời để vẽ tranh COVID đang xảy ra trên Việt Nam và trên toàn thế giới. Thì nhận được cái tin đấy thì tôi mọi công việc lại để tập trung vào cái COVID này. Thành công ở đề tài tranh cổ động, nhưng nhiều năm qua bằng ngôn ngữ tạo hình, ông cùng các con của mình tham gia sáng tác đề tài tranh sơn khắc phản ánh các giá trị văn hóa thời kỳ hưng thịnh của phố Hiến xưa, như tác phẩm sơn khắc Phố Hiến mùa xuân, Thương cảng phố Hiến xưa, Hưng Yên với mùa xuân đất nước, Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Trừ đồng tử Tiên Dung. Các tác phẩm của ông đã được triển lãm khu vực và triển lãm toàn quốc. Họa sĩ Trần Duy Trúc luôn tự hào vì ông có 5 người con là thạc sĩ, giảng viên các trường đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương, Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Cục Mỹ thuật Việt Nam. Tôi rất là tự hào về bố của tôi là họa sĩ Trần Duy Trúc. Ông luôn là tấm gương sáng cho các con noi theo. Cả 4 anh em trong gia đình thì là đều theo nghiệp của bố. Thành quả mà bố tôi gặt hái được thì chúng tôi cảm thấy vô cùng là tự hào và cảm thấy mình cũng rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được bố truyền lửa, truyền kinh nghiệm giúp chúng tôi vững bước trên con đường đời cũng như là con đường sự nghiệp của 4 anh em.
gần 80 tuổi, nhưng họa sĩ Trần Duy Trúc vẫn theo đuổi sự nghiệp sáng tác. Trước khi nào ông dừng cây bút, kể từ khi nghỉ hưu, ông càng sáng tác nhiều hơn. Chỉ khi tay không cầm nổi bút, ông mới dừng vẽ tranh. Giờ còn sức khỏe, còn minh mẫn, ông vẫn tiếp tục đóng góp sự sáng tạo về tranh cổ động, sao cho tranh của ông nhìn là dễ thấy, dễ hiểu và dễ thực hiện. Vẽ tranh cổ động đối với ông là góp một phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền tới người dân trên mọi lĩnh vực. Vâng, xin được giới thiệu với quý vị và các bạn nhân vật chính trong phóng sự vừa rồi, họa sĩ Trần Duy Trúc, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Ban Mỹ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên ạ. Rất là cảm ơn họa sĩ Trần Duy Trúc đã nhận lời tham gia chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ạ. Quý vị khán giả đã xem chương trình hôm nay. Vâng, thưa họa sĩ Trần Duy Trúc, là khán giả thì cũng vừa được theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình thì cũng đã phần nào hình dung được những đóng góp của họa sĩ với sự nghiệp mỹ thuật của mình. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì được biết là họa sĩ đã rất tích cực tham gia vẽ tranh cổ động về cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vậy thì xin mời họa sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ạ. Trong cái đợt Covid đầu tiên đang xảy ra tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam thì lúc đó Bộ Văn hóa Thông tin đã triệu tập gấp cái mời 20 họa sĩ, tức là đến để tập trung vẽ, và chỉ có thời gian ngắn có 5 ngày thôi. Mới yêu cầu làm sao mà tác phẩm nói lên được cái nội dung chống phòng chống Covid nó rất cần thiết mà theo đúng như là Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu. Vì vậy chúng tôi đã rất tập trung, dành bỏ hết mọi công việc để tập trung vào sáng tác. Thì trong đợt triệu tập đó thì Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Văn hóa Cơ sở đã triệu tập hơn 20 người họa sĩ. Thế và tổng số tranh thu về được hơn 100 bức. Thế và sau đó thì ban tổ chức chọn ra được 16 bức. Thì trong đó có bức của tôi vẽ về Covid. Đấy là cũng là cái thắng lợi, cái vui mừng mình đã đóng góp được cái công sức về phòng chống Covid ở Việt Nam. Vâng ạ, được biết là trong đó thì có những tác phẩm của ông đã được chọn in ở nhiều nước, và đặc biệt là có tới 3 đài truyền hình ở trên thế giới đã tới để tìm hiểu và phỏng vấn ông về những bức tranh đó. Vậy thì ngày hôm nay thì xin mời họa sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ạ. Sau khi bức tranh Covid của tôi được chương trình Chuyển động 24 VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam phát trên sóng, thì ngay hôm sau thì hãng AFP của Pháp điện thoại đến và xin gặp tôi phỏng vấn và quay tác phẩm về Covid. Sau đó tiếp tục đến hãng Kyodo của Nhật là cũng đến đề nghị gặp và giới thiệu tác phẩm của tôi về đất nước Nhật. Và hãng thứ ba là hãng Thông tấn Ấn Độ cũng đến xin được ghi hình và chụp tác phẩm để đem về Ấn Độ tuyên truyền trong cái lúc dịp Covid đã nặng nề thế. Thì tôi vô cùng phấn khởi. Là tôi nghĩ rằng là một cái công việc như công việc làm bình thường của mình mà đã được khắp nơi các nước họ chú ý để tuyên truyền, thì đấy cũng là một cái phòng chống của tôi, phòng chống dịch Covid rất là tốt. Thì mặc dù tuổi đã cao nhưng mình làm được cái việc, tôi nghĩ là khó mà nghĩ được làm được những việc như thế. Thì tôi rất phấn khởi. Vâng, xin mời họa sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái cuộc phỏng vấn đó, thì các phóng viên đã hỏi ông như thế nào và cái chủ đề trò chuyện của ngày hôm đấy là như thế nào ạ? Thì cùng lúc như vậy thì khi các đồng chí đến quay và ghi hình tôi đang làm việc, thì một phóng viên của người hãng Euro Nhật có hỏi tôi như thế này. Thì tôi hỏi là tại sao ông đang ở Hà Nội mà ông không vẽ người Hà Nội mà ông lại vẽ về dân tộc? Thì tôi có trả lời đây là cái mục tiêu của nhà nước đề ra, là phải quan tâm đến đồng bào vùng sâu vùng xa. Thế, và nhất là trình độ của bà con cũng còn hạn chế. Chứ người Hà Nội thì người ta thành lịch hiện đại văn minh rồi. Người nói một thì bà con người ta hiểu 10. Nhưng đối với dân tộc thì còn hạn chế. Chính vì thế tôi mới vẽ về đồng bào dân tộc để cho tác dụng sâu sắc hơn. Người ta dễ làm, dễ hiểu về cái công việc đó. Sau đó tiếp tục thì ông ấy hỏi tôi là thưa ngài đánh giá như thế nào về cái dịch Covid và chiến tranh trước đây ở Việt Nam. Thì tôi có nói rằng là chiến tranh ở Việt Nam trước đây thì đất nước chúng tôi hy sinh nhiều các chiến sĩ và nhiều đồng bào
đã bị giặc Pháp và Mỹ giết hại. Nhưng mà Việt Nam kiên quyết chiến đấu đến cùng, vì chúng tôi chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Bắc Hồ. Chính vì vậy thì chúng tôi đã giành lại được thắng lợi hoàn toàn giải phóng miền Nam. Và ông đã nhìn thấy đấy, Hà Nội hiện bây giờ là rất hiện đại, văn minh gấp 10 lần như Bác Hồ đã nói. Cái lúc còn đang chiến tranh thì đất nước chúng tôi làm được điều đó. Còn Covid thì đúng là như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đây nó là giặc. Đúng như vậy, ngay đất nước Nhật Bản của các ông là nước đi đầu về kinh tế, nước Mỹ đi đầu về kinh tế, nhưng vẫn bị Covid tấn công, vẫn bị chết nhiều người. Mà riêng cái đợt một ấy thì tôi có nói với các ông rằng Việt Nam tôi chưa chết ai. Mà chúng tôi chống thì rất đơn giản thôi, đeo khẩu trang rửa tay, đơn giản rẻ tiền mà hiệu quả. Tuy là khó khăn là như vậy, nhưng mà chúng ta đồng lòng nhất trí với nhau và có sự lãnh đạo của Đảng thì họa sĩ tin rằng cái cuộc chiến chống Covid của chúng ta sẽ giành được những cái thắng lợi và những cái hiệu quả rất là cao, đúng không ạ? Vâng, thưa họa sĩ, là đến ngày hôm nay là cái thời điểm mà đang dịch Covid quay trở lại lần thứ hai tại Việt Nam và cũng đã có những cái tác động rất là lớn tới đời sống, sinh hoạt kinh tế xã hội của cả đất nước. Vậy thì là một họa sĩ đã rất là thành công với mảng vẽ tranh cổ động về phòng chống dịch Covid thì họa sĩ muốn nói gì với người dân lúc này ạ? Cũng như là cái hồi đầu thì tôi được nghĩ cái bức tranh sau khi được vẽ xong thì họ in ra 10.000 tờ phát hành trên toàn quốc thì điều đó rất là phấn khởi. Thì đến hôm nay là Covid nó lại trở lại, nó còn mạnh hơn trước, thì vẫn là cái suy nghĩ của tôi cũng là cái chỉ đạo của Thủ tướng và của Bộ Y tế là chúng ta hãy làm rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội liên tục như thế, cách ly thời gian cho phép, thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ thắng và đẩy lùi dần dần, là Covid sẽ thất bại thì chúng ta sẽ thắng lợi. Chúng ta có niềm tin là có niềm tin vào những cái nỗ lực chống dịch của chính phủ, đúng không ạ? Đúng như thế. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe họa sĩ Trần Duy Trúc chia sẻ về những đề tài, những mảng sáng tác tâm huyết của ông. Và hiện nay thì mặc dù đã nghỉ hưu từ rất là nhiều năm rồi, song họa sĩ Trần Duy Trúc vẫn giữ nguyên vẹn được cái nguồn cảm hứng sáng tác cũng như là nguồn năng lượng dồi dào để sáng tạo của mình. Và một lần nữa thì xin được chúc họa sĩ Trần Duy Trúc sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp sáng tác mỹ thuật của nước nhà, và đặc biệt là với mảng tranh cổ động vẽ về các cái đề tài để tuyên truyền về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước ạ. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.